Chào mọi người. Bây giờ thì Bi sẽ chuẩn bị Bi đi coi xe. Tại vì xe của Bi là xe Honda cũ rồi. Bi hồi đó Bi mua 2015 rồi. Anh Khoa kêu là đổi xe mới đi. Tại vì sợ xe cũ rồi đó, cái từ từ nó bị hư này hư kia á. Nên là hôm nay là sẽ chuẩn bị đi coi xe. Và cũng không biết là mua xe gì hết. Tại vì Bi thì đi làm xa. Bi mua xe 2015 đến bây giờ là 2017, có 2 năm thôi mà Bi chạy hết 50.000 mai rồi. Trong khi đó người ta chạy biết bao nhiêu năm mới được 50.000 mai. Với lại Bi đi làm xa nữa nên là xe nào cũng không chịu nổi. 2 năm mà 50.000 mai. Kinh. Hello. Bây giờ thì Bi phải dọn xe. Tại vì một chút thì đi ra chỗ mà đi vô đó để người ta coi xe của mình được giá bao nhiêu á, thì nếu như mà mình chịu thì mình bán luôn cho người ta. Thì cái chỗ đó gọi là CarMax. Bây giờ thì Bi phải dọn xe quay, tại vì trong nó như là các bãi rác vậy đó. Mới ra lò hả? Mới xong luôn á. Hèn chi. Yeah. Đã quá ta. Dắt cờ. Cho mẹ đi chơi không? Dắt cờ. Cho cho mẹ coi. Thấp xuống nhỏ được. Dắt cờ. Mua nhiêu? Gì? Năm mấy? Năm 2 rồi. Trời coi em này ạ. Dũng đi. Yes girl. Đang làm gì? Đang ngồi chờ đi ăn hamburger à. Hamburger xong rồi cái đi mua xe. Xe cho. Hôm nay em mua xe cho Bi. Mua xe để đi làm. Would you like ketchup with your order? Yes. Thank you. Thank you. Em còn ăn được ớt đó hả? À, làm bữa tới làm em á. Nó cho free á, nó cho nguyên cái bức chất tới á. Can I have some pepper? Chili? Yeah. Thank you. Thank you. Nãy nó chuyện gì? Năm. Mấy bệnh. Chứ.
moons. Chìa khóa này, cái bình đi mua xe Infinity có chìa khóa rồi nè. Ta lần này mình không đi màu trắng mà mình đi màu đen. Điên lên sửa nhà, đi sửa nhà, cái xe mới nha. Yên tẩy á, chạy về người đi Lexus rồi ta đi xe đó không bằng một góc Infinity. À, đang ở dealer Infinity. Rửa xe chùa. Cái này tự rửa rửa chùa. Đó. Tắt cái nhớ cha. Nãy cái đó là quá.